Rồi Tùng chào mọi người nha. Thì tiếp tục trong clip hôm nay Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người hai con máy tiếp tục nha. Một con là máy Ranmi size 5000, thì con này mọi thợ lua nhá thật này. Đó, và một con máy là của hãng Builder ALT 6000 SV nha mọi người nhé. Thì con này là công nước mặn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ qua con Ranmi này trước nhá. Thì đây là cái con Ranmi 5000 nha. Để cho mọi người có thể là con này full hộp luôn nha mọi người nhé, đầy đủ. Ron đầy đủ hết luôn. Đây 5000 mọi người. Dòng quay 5.0. Mắt rát là 7 kg, trọng lượng 404 g và 6 bậc đạn. Cước vô là 0.4 và 130 m nha mọi người á. Thì cái dây này mọi người đánh dây 2.0 là vô tư luôn, là hơi nhiều luôn mọi người. Ngoại hình con này cũng khá đẹp luôn. Giá con này là 750 nha mọi người nha, 750. Đấy, nói chung là con này đánh dây thật là hết bài luôn nha mọi người nha. Đây, nó có sẵn cước. Đấy, hoạt động thì bình thường hết. Đấy, con này về thì mọi người đổi chiều nè mọi người. Đấy, khó nè. Sau đó dòng này nó sẽ có cốt trợ lực nha. Đấy, có cốt trợ lực. Đấy, cái này dây cước nha. Anh em mà về thích lua thì anh em có thể tháo cái cước này ra. Cái cước này là để tôi coi thử. Nó giống như cái dây Pro Best. Này, dây Pro Best là dây tốt lắm nha mọi người nha, là dây chuyên câu giải mọi người. Đó, anh em về thì anh em tao tháo ra để dành nha. Dây này dây Pro Best này. Đấy. Này. Cốt cho lực nha anh em. Đó, anh em nào câu thì chơi con này. Nói chung là trong tầm giá dưới 1 triệu thì chọn con Ranmi mọi người. Ranmi Plus là ok nhất. Đó, đây là size 5000 nha. Trong mày size 5000 thì lâu lâu mới có mọi người. Và size dưới 5000 nó 4000 hay 3000 thì cũng cực kỳ hiếm luôn mọi người nha. Đó. Đấy. Đấy. Một con máy full box nha anh em. Full box. Đầy đủ nè. Đấy, giá 750. Cho 750 nha. Đó, anh em nhanh tay thì lấy con này. Con này ngoại hình còn khá đẹp luôn. Này, mở lại cho mình coi nha. Quay ngoại hình mọi người này. Đít này, càng này. Đó, nói chung là nó xước những cái điểm mà nhạy cảm. Và đối với cái màu này, khi nó xước nó sẽ có màu đen như thế này nha mọi người nha. Thì về mọi người thích mọi người thấy dặm lại. À, Tùng thì bán nguyên riêng, có sao bán vậy. Đấy, trong máy nó nè. Đấy. Trong máy khi nó gắn vô bát máy nó chạy nó sẽ ra màu đen. Tại vì cái con này á, nó sẽ màu xám lên. Đó. Và khi chạy nó sẽ là màu đen như thế này nha. Đó. Rồi, ok. Giá 750 vào tay mọi người nha. Rồi, tiếp tục nè. Đây là một con Builder. Builder là một con, đây là con hàng cao cấp của hãng Builder nha mọi người nha. Thì cái con này có hai phiên bản. Một phiên bản là màu vàng. Màu vàng. Thì giá con phiên bản màu vàng nó tới... tôi coi thử, hình như là 3 triệu mấy mọi người, 3 triệu mấy 4 triệu lận. Còn đây là phiên bản dưới phiên bản màu vàng á, thì giá nó tầm 2 triệu, con này tầm 2 triệu. Và nó chạy nền tảng là 8 bậc đạn nha mọi người nha. Và cái số bậc đạn này là số bậc đạn đúng của nó luôn nha. Nè, đúng của nó luôn, 8 building nha mọi người. Đó, thì cái con này là cái con Edver. Thì mọi người thở là câu nước mặn được luôn nha mọi người nha. Câu nước mặn được luôn. Nè, aluminum body nha mọi người nha. Đấy, aluminum body. Và đây là cái thông số của nó này mọi người. Đây, hãng Builder nha mọi người nha. Mọi người tham cái giá niêm yết của nó luôn nè. Đây, 7 công 1 bạc đạn mọi người thấy không? 7 bạc đạn chính và một con lăn nè. Và đây các công nghệ nó này mọi người. Trọng lượng nó chỉ có 536 g thôi. Nhưng mà cái lực kéo nó là tới 18 kg. Và 0.40 và 150 m nè mọi người. Tại vì sao cái lực kéo nó lớn? Thì Tùng sẽ cho mọi người coi bên trong nó. Tại vì cái cốt trợ lực của nó với nó sử dụng cái lăng là lá thắng hãm carbon đó mọi người nè, cho nên nó cứ thông tin này cước này mọi người, radio nè, và cái thông thông tin của máy nè, ALT 6000 anh em sạc cái máy này là biết. Thì nó sử dụng công nghệ là Tùng định nói với Tùng quên mọi người. Đấy, đây là cốt trợ lực nó mọi người thấy không, cốt trợ lực của nó rất là lớn luôn này. Đấy, và nó tạo âm thanh ở bên trong nha mọi người nha, mọi người thấy không? Nó tạo âm thanh bên trong. Và bên trong nó hoàn thiện khá là
là đẹp luôn. Đây, coi nó nè. Coi nó nè mọi người. Không. Đây, coi nè. Nói chung là con này cũng khá đẹp. Đây. Đấy. Thăm vòng bi nó chơi luôn nha mọi người nha. Để trong. Thì con này mọi người thôi đánh nước biển được luôn nha. Nút đổi chiều nè, anh em không thích thì anh em đổi chiều trái phải. Đó, tay quay đang vặn nha mọi người nha, đang vặn. Anh em siết vào thôi, phải siết. Và nấm nó là nấm, mặc định của nó là nấm tròn và bằng kim loại luôn. Đây kim loại nè mọi người, kim loại nè, nguyên cái tay quay nó là kim loại hot. Kim loại hot nha. Đây. Đây, mô bin nó mọi người. Ủa bên con này kêu cũng khá là hay luôn. Đấy. Ủa bên con này kêu khá hay luôn nha. À. Và giá con này là 1,5 triệu nha mọi người nha. 1,5 triệu. Này. 1,5 triệu cho con máy này nha. Tôi sẽ cho người đấy, máy đều hoạt động hoàn hảo nha mọi người nha. Đấy, máy hoạt động hoàn hảo êm mượt. Đấy, hoạt động hoàn hảo êm mượt nha. Đấy, bên trong nó này, này bên trong nó chỉ có hộp và nó được tặng kèm theo một cái bao đai hoa nha mọi người nha. Này, bao đai hoa nè mọi người. Đây, bao đai hoa. Nó giống như cái bao bê nữa mọi người. Này. Đó, nó được tặng kèm theo một bao đai hoa này nha. Đây, một con máy của Singapore. Cốt trợ lực khá là khủng luôn mọi người. Này. Khủng luôn. Nói chung ngoại hình nó cá chày nha. Nó cá chày. Đây. Giá 1,5 triệu thôi. Đấy. Cảm ơn. Cho mọi người coi lại ngoại hình nha. Đấy. 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 Đây là con, đây là con Redmi cho mọi người coi lại nhé. Redmi này nè. Anh em nào khó tính thì cứ coi kỹ clip nhé. Tùng sẽ cố gắng, Tùng sẽ quay chậm cho mọi người. Tại mỗi clip của Tùng sẽ làm 2 con. Và mỗi con nó chỉ vốn vẹn chỉ có 5 phút thôi. Tùng sẽ cố gắng trong 5 phút đó Tùng sẽ làm cho xong một con cho mọi người. Và 5 phút còn lại Tùng sẽ làm xong một con còn lại. Và Tùng sẽ chốt là 2 con như thế này. Đó mọi người thôi coi lại một lần nữa. Đấy, coi lại một lần nữa nha. Chi tiết luôn đó, những cái điểm trừ, điểm cộng của nó. Đấy. Nói chung là máy thì Tùng bao mọi người là máy êm mượt. Đấy. Bao máy êm mượt nha mọi người nha. Cái này mà thì mọi người thợ độ được luôn nha. Mọi người tháo nấm này ra này, tháo nút này ra. Mọi người rút cái cao su này ra và mọi người độ. Tại vì cái con này là ở trong nó có bắt một con ốc á mọi người dặn ốc ra. Thì mọi người gắn cái nấm vô. Cái size này hình như là phi nó 0.4 mấy á mọi người. Đấy, nó Tùng nhớ không nhầm. Thì anh em cứ lên trên mạng anh em đặt mấy cái nấm á, anh em coi cái size máy á mọi người, thì anh em đặt nha. Đấy. Rồi, 2 con máy chúng ta hôm nay đều là 2 con máy full box hết nha mọi người nha. Full box. Thì con Bioner này thì mọi người câu nước mặn luôn. Và nó được tặng kèm theo một cái túi. Ngoại hình con này tầm khoảng 94-95% thôi mọi người. Còn hình con Redmi này cũng vậy. Nói chung là Tùng sẽ trừ hao ra là khoảng 94-95% thôi. Con này là full hộp đầy đủ luôn nha mọi người nha. Đó, hộp sách lông đền đầy đủ luôn. Đây, để Tùng lấy cái mở hộp cho mọi người coi nha. Tùng chưa mở. Đây. Lông đờn này. Sách nè. Đó. Tem luôn. Rồi, ok. À, anh em nào thích máy nào thì cứ
chốt mấy đó liên hệ bên Zalo giúp Tùng nha, thì Tùng sẽ chốt bên Zalo và khi Tùng gửi hàng là Tùng sẽ nhận cọc và Tùng sẽ gửi và mọi người sẽ nhận hàng, mọi người kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại đúng mấy thì mọi người nhận nha mọi người nha. Rồi ok, nếu mọi người thấy hay đã làm like một ký giúp Tùng nha. Rồi chào mọi người, bye bye.